Sáng ngày 6 tháng 3, tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ khởi công nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp WHA Industrial Zone Nghệ An. Tham dự lễ khởi công có sự tham gia của ông Nguyễn Đình Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc cùng đại diện các bên liên quan. Dự án nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp WHA Industrial Zone Nghệ An có vốn đầu tư gần 1,5 triệu USD, nằm trên lô đất KT1 và KT2 thuộc địa bàn xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, với tổng công suất 9.600 m3 trên một ngày, được triển khai làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là 3.200 m3 trên một ngày. Công trình được đưa vào vận hành vào tháng 1 năm 2020 với mục tiêu sẵn sàng tiếp nhận rác thải của khu công nghiệp và chất lượng xử lý rác thải đạt hiệu quả cao đây là dự án có ý nghĩa cực kỳ quan trọng giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh nghệ an đồng thời tạo công an việc làm cho người dân địa phương góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà